Rồi, nãy tới đâu rồi ta? Nãy tới Tại vì cái gì sao? stabilization. Nói tới khúc nào stabilize rồi ta? Trời. Yêu cầu. Tới cái khúc Chép mà anh. cả người mình nó đều liên kết. Rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Rồi, thì cái đó là cái tầm quan trọng khi mà giữ cho cái người mình ở trên cái tư thế tốt nhất, good posture hoặc là alignment. Ok, thì và ở đây nó có nói thêm này, stabilization training cung cấp những cái kích thích cần thiết nè, need stimuli nè, để cho hệ thần kinh hoạt động, tức là từ cái hệ thần kinh điều khiển xuống các cái cơ bên ngoài, xuống cái tay, cái chân của mình, cái người của mình, đưa ra các cái phản hồi phù hợp với nó dựa trên cái bài tập và cái độ tăng tiến của bài tập đó. Và cái mục tiêu của cái người cơ của cái khách hàng khi mà tập cái phase này xong á, là có thể duy trì được cái sự ổn định ở khớp và giữ tốt được cái tư thế ở cái tư thế tối ưu của họ. Rồi tiếp theo phía này, cái chương trình giữ ổn định này, stabilization, cái phase 1 này á, phải được hoàn thành, đây must be, phải được thật, phải gọi là làm tập xong được cái phase này á, làm chủ được hết các cái chuyển động cơ bản trên một số mặt phẳng mất cân bằng xong rồi thì mình mới được đi vào cái phase tiếp theo, thì nó mới ok. Tiếp theo là strength và power, chứ không có mới vô nhảy vô tập strength với power trước thì sẽ dễ dẫn đến chấn thương. Đó là giống như 3-4 năm rồi ngồi suốt ngày làm văn phòng, bữa nay vui quá đi ra đá banh thì sẽ dễ chấn thương ha, tại cơ thể chưa chuẩn bị được gì hết. Còn nếu bình thường có tập thì sẽ dễ hạn chế được chấn thương hơn. Rồi ở đây cũng để là research, nhiều cái nghiên cứu thì thể hiện là nếu mà tập luyện cái phần stabilization này không hiệu quả sẽ dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến cái việc tạo ra lực, giống như là cái người mình nó khi bị lệch á, nó phát lực cũng sẽ không tốt bằng cái người mà chuẩn, giống như cái người mà cân bằng, người cân bằng khi họ phát lực ra sẽ mạnh hơn. Cái đó sẽ thấy được ở những cái người vận động viên chuyên nghiệp. Những vận động viên chuyên nghiệp thì họ stabilize rất tốt, rồi flexible rất tốt để họ phát lực tối ưu luôn. Tại vì họ hơn thua nhau ở những cái rất là nhỏ, giống như chạy 100m họ chỉ hơn nhau chừng không chấm mấy giây thôi, thì nó những cái khác nhau nhỏ đó mới làm nên cái thành công của họ. Thì nếu mà tập luyện stabilize không đúng á, nó sẽ dẫn đến cái gì? Thì đây dẫn đến phát sinh lực reduce by the muscle là sai nè, ảnh hưởng đến cách phát lực nè, tăng thêm cái căng thẳng ở đây, tức là áp lực lên các khớp của mình, tại vì lúc này mình cái alignment của mình nó bị lệch rồi đó, thì nó sẽ tác động lên những cái dây chằng, những cái đây từ cái khớp bị chịu thêm áp lực, thì nó dẫn đến cái tiếp theo là overload của soft tissue, là những cái mô mềm cũng bị tổn thương theo luôn. Thì dần dần những cái mô mềm đó là những cái yếu nhất trên người mình, những cái khớp nối á, giống như nguyên cái cây rồi mình buộc hai cái đầu của nó với cái cây khác, thì ngay cái chỗ buộc đó, những cái nối đó là những cái yếu nhất thì nó dễ tổn thương nhất, thì đến ngày nó sẽ bị ngay những cái khớp đó thôi. Rồi và có thể dẫn đến chấn thương nè, cause injury. Cái cuối cùng nó là một cái mối liên kết luôn á, phát lực sai dẫn đến áp lực tăng lên trên những cái khớp, từ những cái khớp đó gây tổn thương mô mềm dần dẫn đến chấn thương, đứt dây chằng chẳng hạn. Đó. Rồi stabilization endurance training không chỉ định nghĩa mà còn nó không chỉ giúp cân bằng cơ thể mà nó còn có thể giúp giảm body fat nè, reduce body fat, thay đổi được cái composition là lấy cái thước đo lên người, không biết dịch tiếng Việt ra sao nè, composition tức là số chỉ số cơ thể, đúng rồi, chỉ số cơ thể, tức là người ta quan tâm, có thể dùng cả phay này để giúp cho những người muốn giảm cân nữa cũng được, reduce body fat. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các bài tập này nó là một cái kiểu tập liên tục, cứ bài này xong qua bài kia, bài này xong qua bài kia, liên tục thì mình có thể ghép 2 bài 3 bài 4 bài 5 bài với nhau. Tại vì những cái bài này thường là dùng body weight rất là nhẹ nên họ có thể tập liên tục nhiều, họ liên tục được, họ không cần phải nghỉ quá nhiều. Nên đây dùng short rest period nè, và với khối lượng high number of repetition,
là số lần lặp lại cao. Ví dụ 20 cái đứng lên squat xuống và chuyển qua 15 20 cái hip hinge hoặc là single leg kiểu vậy. Thì cái số lượng nó cao và thời gian nghỉ ít cũng giúp tăng cường đốt năng lượng hơn, kiểu hand ten nhưng mà khối lượng không quá nặng. Rồi. Ở chapter 15 mình sẽ nói hơn kỹ hơn này. Rồi. Từ cái việc mà performance exercises and risk control itself. Ok, từ cái việc mà cơ thể thích nghi với những cái môi trường mất cân bằng giống như chống đẩy trên trái banh hoặc là đứng squat trên trái bosu, banh bosu là nửa trái bóng á, giống cái banh nãy nhưng mà có một nửa gọi là bosu ball. Thì giống như squat trên cái đó hoặc là chống đẩy trên trái banh kia thì giúp cơ thể mình làm chủ kiểm soát cơ thể trên những cái mặt phẳng không cân bằng rồi. Thì từ đó nó huy động những cái cơ thêm nè, body for recruit more muscle đây, để giữ ổn định nó thì nó cũng giúp cho an toàn và nó đốt thêm nhiều năng lượng. Cứ cái việc mà mình huy động nhiều thêm cái sợi cơ trong cơ thể để hoạt động, nó cũng giúp giải phóng thêm năng lượng, more calorie potential expand. Nên khi mình tập đúng, mình cảm được cơ thì thật sự nó cũng gọi là mình đang xây dựng được cái khối lượng cơ của mình và nó cũng đốt mỡ nữa, đốt thêm năng lượng chứ không phải là không, trừ khi nào mình không cảm nhận được cái gì của cái cơ thể mình hết. Cùng một động tác squat, cùng một động tác chống đẩy, có người cảm nhận được, có người không cảm nhận được, nhưng mà nhìn sơ qua thì thấy có vẻ giống nhau, nhưng thật ra nếu mà nhìn lâu dài, mình nhìn cứ người này người kia, mình có thói quen nhìn, tại vì các bạn không có làm trong ngành thì các bạn không có nhìn nhiều người ta. Còn giống như Phát mỗi ngày nhìn một ngày 5-7 người, ngày nào cũng nhìn vậy hết, thì nó sẽ tạo cho mình cái thói quen nhìn cái tư thế họ sai hay đúng gì, mình sẽ nhanh hơn, dễ hơn. Thì từ những cái đó nó giúp cho đốt năng lượng, chứ không chỉ là phải cứ muốn giảm cân là chạy lên máy chạy bộ, chạy cardio. Ok. Rồi, thì cái mục tiêu và cái chiến lược tập luyện của cái phase này thì như thế nào? Cái phase 1 này mục tiêu là cải thiện muscle endurance, là cải thiện sức chịu đựng cơ, nâng cao cái sự ổn định của khớp, tăng cường khả năng linh hoạt, rồi nâng cao kiểm soát tư thế, nâng cao thêm khả năng hiệu quả thần kinh cơ như là khả năng thăng bằng ổn định, rồi phối hợp cơ thể. Có bây giờ giống như là mình muốn cơ thể mình giống như trong động tác squat, có bao giờ mình muốn điều khiển cái mông mình ra sao, hoặc là mình cố gắng mình giữ cái lưng mình thẳng chẳng hạn mà mình không giữ được không? Giống như bữa Quân làm deadlift, Quân cố gắng đẩy cái hông ra sao mà để không có cong lưng nhưng mà vẫn cong lưng. Cái đó là một cái ví dụ để nói lên cái chuyện là body coordination, tức là phối hợp cơ thể làm sao trên đầu mình suy nghĩ như vậy, nó bắt cơ thể làm theo như vậy được. Thì cái đó là coordination, phối hợp. Rồi, thì cái kế hoạch tập luyện của nó là cái gì? Là tập luyện ở trên những mặt phẳng không cân bằng. Để cho cơ thể tập cái sự cân bằng thì tập ở trên những mặt phẳng không cân bằng, để tăng cường cái sự ổn định bởi bản thân mình. Rồi, ok. Không cân bằng và cả những mặt phẳng cân bằng luôn. Rồi, với mức tạ nhẹ và số rep, số lần lặp lại cao, repetition cao. Rồi strength level, tiếp theo là tới cái level tiếp theo. Thì trong cái level tiếp theo này có ba cái kia ha, là có strength endurance, hypertrophy với lại maximal strength. Ba cái đó đều nằm trong cái này gọi là strength level. Thì ở trong strength level này thì người ta vẫn yêu cầu mình phải hoàn thành được cái phase đầu tiên là stabilization trước rồi mới đến cái phase này. Thì ở cái phase này người ta sẽ nhấn mạnh vào cái chuyện là tăng cường, tăng hiệu quả và tăng sức mạnh của cái cơ gọi là ram mover. Ở đây nó định nghĩa là cái cơ bắp mà nó hoạt động chính trong một cái chuyển động để tạo ra lực. Ví dụ bài bicep curl. Bài bicep curl. Đây. Ok, thấy bài bicep curl không mấy bạn? Thấy em. Rồi, ví dụ bicep curl này thì Du nói xem thử là cơ nào là cơ mình đang tác động chính.
cơ tay 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 trước bên trong. Ừ đúng rồi. Là cất. Đó thì đó là cái cơ bicep curl, thì cái bài cơ là brachialis này thì nó là bicep brachii nè, bicep brachii thì nó là cơ chính để nó phát lực, và mình đang muốn tập cái cơ đó nó bự hơn thì nó là cái cơ phát lực chính. Và những cái cơ hỗ trợ nó là brachialis nè, rồi cái cơ cẳng tay nè. Ok. Rồi thì đây là động tác là gọi là khá là đơn giản nhất chỉ có nó một khớp thôi. Thì đó gọi là động các chuyển động đơn khớp, còn này chuyển động đa khớp nè. Ví dụ như bài squat. Rồi, cơ nào chính? Bài squat, Quân, cơ nào chính Quân? Alo. Rồi Du nói luôn Du. Quân cũng được, Quân nói đi. Cái câu hỏi là gì Phát, nghe không rõ. Bài squat thì cơ nào là cơ chuyển động chính? Nghe được không? Nghe được không? Alo. Alo, nghe, alo. Được, nghe được chưa? Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Bài squat thì cơ nào là chuyển động chính? Thường thường thấy squat là đau cái bắp đùi là nhiều nhất. Rồi. Ừ. Rồi, cơ đó phải không? Du. Du, Du. Bài squat. Squat thì mông với lại đùi trước đùi sau luôn anh. Rồi. Với lại có cái gồng kho nữa, cái bụng nó cũng hơi nhức nữa, nhưng mà chính thì mông với đùi trước đùi sau. Rồi ok, đây. Quân với Du đền đây cái hình nè. Ở đây mình đang nói tới cái prime mover. Prime mover là cái cơ phát lực chính, mình đang muốn tăng cường cái sức mạnh của cơ mà là phát lực chính. Giống như trong bài squat mình không có muốn tập nó vô. Đây, nhìn cái hình trước đi. Đầu tiên nhìn cái hình. Cơ màu đỏ là cơ tác động chính nè, primary muscle là quad, là cơ phía trước đùi trước ha. Và cái cơ gluteus maximus, cơ glute mat là cơ mông. Là có hai cơ chính làm chức năng prime mover, là cái cơ phát lực chính á. Thì cái cơ secondary thì cái cơ này là cơ hỗ trợ, thì trong đó có phần core và cơ hamstring là đùi sau. Nên khi mà tập squat á, mình không muốn mình cảm thấy vô cái đùi sau hoặc là cái lưng dưới của mình nhiều quá. Nếu mà vô đùi sau hay lưng dưới là squat sai. Ok. Mình khi mình squat mình phải thấy được vô đùi trước và vô mông. Nên nó chỉ thêm một cái chuyện là có một thời gian có nhiều chị gái đi muốn tập bự mông mà không bự đùi, thì nó có hợp lý không? No, nó chỉ ở nhà đi. Chị ở nhà. Rõ ràng cái động tác đứng lên ngồi xuống này nó phải có hai cơ, là cơ mông và cái đùi trước. Bây giờ làm sao tách cái mông với đùi trước ra được? Bắt buộc muốn bự mông thì cái đùi nó cũng phải ở mức độ tương đối, chứ không nào mà chỉ bự cái mông lên thôi là không hợp lý. Ok, để cụ thể thêm thì mình sẽ coi qua cái video của động tác này thử ha, để mình sẽ thấy rõ nó là chuyển động của nó. Đây YouTube. Coi cái này thì nó sẽ sinh động hơn. Squat. Analysis. Đây, đây là khá ngắn gọn và dễ hiểu. Mọi người coi được phải không? Coi được phải không? Coi được không mọi người? Ổn, alo. Ổn anh. Ok, ok, coi ha. Ở đây. Bắt đầu, đây là cái bộ xương không, không có cái gì. Thì khi mà xóa xuống, nó sẽ gập xuống như vậy á. Nó sẽ sụp tới sụp lui. Ở đây là đang người ta chỉ đang cố định cái bàn chân thôi. Thì đầu tiên người ta sẽ gắn cái cơ đùi trước vô trước. Thì cái cơ đùi trước nó sẽ làm chức năng gì? Mọi cơ trong cơ thể mình nó đều kéo ha. Không có cơ nào đẩy hết, chỉ có cơ kéo thôi. Nó chỉ kéo thôi. Sau này tới bài cơ mình sẽ nói kỹ hơn để hiểu cái vấn đề này. Đó, thì khi nó kéo cái xương lên, nó kéo thì cái điểm nó sẽ kéo cái hông, mình thấy không? Nó kéo cái hông đổ về trước. Đó là chức năng của cái cơ đùi trước. Là những động tác gập gối, động tác giúp nâng gối, gập gối này kia đó, là chức năng của cơ đùi trước. Thì làm sao để giữ cái thân trên mình thẳng lên được
thì phải có cái cơ mông đối xứng lại để nó kéo ngược lại. Thì cơ mông bắt đầu từ phần hip kéo xuống cơ xương đùi để nó gạch cái phần thân trước lên, gạch kéo cái người thân cột sống mình lên. Thì bên cạnh đó còn có cái hamstring cũng nối từ phần hông xuống tới cái xương phía dưới luôn, xương cẳng chân luôn, để nó hỗ trợ cái cơ mông giữ ổn định. Thì từ lúc này cái cơ di chuyển nó mới gập được, không bị đổ quá nhiều về trước, nó gập lên gập xuống. Rồi đây là chức năng của cơ sau ha, cơ phía sau là gập cái người. Rồi bây giờ cái cơ bây giờ tới phần core, và cơ này gọi là cơ dựng đốt sống, dựng cột sống, giữ chức năng là ổn định tư thế, spinal erector nè đó, bản thân nó là stabilizer đó, thấy không? Thì nó là giữ ổn định cho cái phần cơ thể. Cộng với đây transverse abdominis là cơ bụng phần core đó, giữ ổn định luôn, chức năng là stabilizer. Thì từ lúc này thì cái cơ thể nó xuống nó mới giữ thẳng được, thì mới vô đúng được. Nhưng mà ở đây một số khách hàng khi mà squat, hoặc là mình cũng vậy, mình squat nếu mà thấy đầu gối mình bị đẩy về trước nhiều quá, mình không kiểm soát được, tức là do cái cơ bắp chân của mình bị yếu hoặc là bị căng, thì mình phải fix cái chỗ này lại đó. Thì từ những cái tư thế này mình sẽ có thể bắt đầu liên tưởng ra được mình sẽ fix cho khách hàng như thế nào cho đúng đó. Đây là một cái video ví dụ về Ram Mover. Ram Mover là cơ màu đỏ ha, còn mấy cơ kia là cơ hỗ trợ thôi đó. Thì từ những cái đó thì bắt đầu có những biến thể khác nhau, nhưng mà cơ bản chung thì này giống nhau hết. Ok, rồi tiếp theo để tăng sức mạnh của Ram Mover. Rồi từ cái đó cũng như phát triển cho theo từng mục tiêu của từng cá nhân, thì nó sẽ phân ra thành phase hypertrophy. Hypertrophy thì sẽ tăng về kích thước cơ, hay là maximal strength là nâng được khối lượng nặng nhất có thể, khối lượng nặng. Rồi được chia thành ba, trong cái level thứ ba này nó có 3 phase. Phase thứ hai sau cái stabilization là phase 1 ha, thì tới phase 2 là strength endurance, giúp nâng cao tiếp cái phần ổn định. Mà ổn định xong giống như mình bình thường mình ổn định giữ những bài như một chân đứng thăng bằng 30 giây, xong nay kéo dài hơn lên 1 phút giữ thăng bằng chẳng hạn, rồi để nó tăng thêm sức mạnh của cái cơ chủ lực, cơ prime mover nè. Rồi mình có thể kết hợp đó bằng cái chuyện là tập bằng bài superset, cái kiểu tập superset. Ở đây có 2 bài tập có thể là đối xứng với nhau hoặc là cùng một nhóm cơ luôn, để mà không có thời gian nghỉ giữa hai có. Du tập thì có cũng biết superset đúng không? Tập 2 cơ đối xứng hoặc là cùng một nhóm cơ thì giữa 2 set đó không có nghỉ. Để làm gì? Để tăng sức chịu đựng của cái cơ đó lên. Giống như vừa vô bench press nặng 10 cái xong ra chống đẩy 10 cái nữa. Ví dụ vậy, đó là superset. Rồi. Rồi, đây ở đây nó giải thích superset luôn nè. Bài tập đầu tiên thường là bài sức mạnh truyền thống, traditional là sức mạnh, cái bài sức mạnh chính á, giống như bài chủ lực á, bài main lift của mình, ví dụ bench press. Sau đó mình muốn tăng cái sức chịu đựng nó, thì sau khi tập cái bài bench press này xong, mình sẽ nhảy qua mình push up. Đây, stabilization form. Có thể push up ở trên trái banh hoặc là push up, nếu chưa quen thì hãy push up ở trên mặt đất cũng được. Sau khi quen trên mặt đất rồi chuyển qua push up trên trái banh thì nó sẽ tăng độ khó lên, tăng cái sự ổn định hơn vậy thôi. Đây, ở đây principle behind, cái nguyên lý nằm phía sau của nó, của phương pháp này là giúp cho tối ưu cái cơ chuyển động chính nè. Ở cái bài tập đầu tiên. Xong sau đó theo sau liên tục kế tiếp liền là thách thức cái sự ổn định của cơ bắp bằng cái bài push up ở trên trái banh. Rồi. Phase thứ ba là hypertrophy. Cái phase này thiết kế để cho những cá nhân thích tập để cho cơ thể bự ra, maximal muscle roll, tức là phát triển tối đa về kích thước. Hoặc là phase thứ tư này, maximal strength, là hướng đến những người phát triển cái Ram Mover, cái cơ chủ lực đó, phát được cái lực mạnh nhất có thể để nâng khối lượng nặng. Thì 2 cái phase này á, có thể dùng
cho giống như không, mình có thể mình kết hợp cả hai, hoặc có thể mình chỉ tập hypertrophy thôi, mình không hướng đến maximal, hoặc là mình chỉ muốn tập maximal strength thôi, mình không tập hypertrophy, kiểu như vậy. Thì tùy vào đối tượng đang tập luyện, mình sẽ đưa ra cái bài tập cho nó phù hợp, chứ không lúc nào 100 người đã bắt vô tập hypertrophy hết, hay là 100 người bắt vô tập maximal strength hết, tùy sở thích, tùy điều kiện, tùy khả năng của họ, chứ không thể nào mình lấy một cái mẫu chung mình áp hết cho mọi người đó. Nên đây là lý do mình học nhiều cái, thì sau này mình sẽ hiểu là mình nên áp dụng cái nào cho người nào, hoặc là mình xác định được cái mục tiêu của bản thân mình kiểu vậy. Rồi đây, mục tiêu và chiến lược tập luyện đối với cái phase này. Mục tiêu là cải thiện độ ổn định, kéo dài cái endurance thêm, tức là kéo dài hơn á, và tăng thêm sức mạnh của cái cơ chủ lực, prime mover. Rồi phát triển overall work capacity, tức là cải thiện cái khả năng chịu đựng tổng thể. Capacity này Quân hiểu capacity này là gì Quân? Alo, Alo, alo. à, nghe nè, nghe Capacity là cái giống như cái nó giống nè. endurance đó, tức là cái mức độ hay là Ừ, cái khả đúng rồi. năng mà cơ mình có hoạt động đúng không? Ừ, kiểu như vậy, giống như là vậy nè, giống như là nay chạy 1 cây số tốn 10 phút 1 cây, ok, thì mình tập luyện để nâng cao lên, bữa 1 tuần sau mình chạy 1 cây mình tốn 5 phút thôi, đó là tăng cái capacity lên đó, tức tăng cái sức chịu đựng mình lên đó. Còn hoặc là du du khiêng tạ, nay deadlift 100 kg, 100 kg xong ra ngồi thở hùng hục hùng hục, 5 phút sau mới vô lại nổi. Rồi nhưng mà 1 tháng sau 100 kg luôn, ra nghỉ 1 phút vô quốc tiếp, ok, đó là tăng capacity, tức là tăng sức chịu đựng lên đó. Rồi nâng cao thêm joint stabilization, ổn định khớp nè. Rồi tăng thêm lean body mass, những người muốn tăng lean body mass thì theo cái phase này luôn ha, đó tăng cơ nạc nè. Rồi chiến lược tập luyện của này thì mức tạ trung bình, moderate load, và số lần lặp lại là 8 đến 12. 8 12 này có nghĩa là gì? Giống như là trong cái khoảng 8 đến 12 này là mình phải vừa đủ sức mạnh của mình, là mình phải đuối rồi, chứ không phải là mới 7 cái mình đẩy hết nổi là quá nặng, hoặc là đẩy 10 được 13 15 cái, đẩy 12 cái xong mình vẫn cảm thấy mình vẫn đẩy được thêm cái 13 14 15. Như vậy là chưa đúng cái mức tạ, ok. Còn nếu mà đẩy dưới 8 cái, đẩy hết nổi là quá nặng, phải giảm lại thì nó mới đúng với cái cách tập của cái phase này. Rồi, superset thì kết hợp một cái bài sức mạnh chủ yếu cộng với một bài ổn định, một bài ở môi trường không ổn định đó, để tập cái sức ổn định của mình đó. Rồi, resistance training. Rồi, phase thứ 3. Rồi, phase thứ 3 đây. Ở đây phase 2 là train endurance ha, phase and train endurance. Lưu ý ha. Mọi chỗ này là 8 đến 12 nè. Rồi phase thứ 3, hypertrophy training là tập kích thước cơ. Ok, ai muốn 6 múi, cơ bự, ngực bự, lưng bự gì đó, mông bự, thì mình sẽ hướng đến cái này. Mục tiêu là optimal level muscle, tức là phì đại tối đa, khả năng phì đại kích thước cơ tối đa. Thì mình tập với chiến lược như thế nào? High volume. Volume này về sau mình sẽ học, nó dựa trên số rep và số set ha. High volume, rồi moderate, tức là mức tạ trung bình đến mức tạ cao, trung bình đến cao, chứ không có mức tạ nhẹ ha. Moderate đến low repetition là mức trung bình đến mức thấp về số rep 6 đến 12. Nên một số bạn tập bodybuilding á, có nhiều khi đến giai đoạn siết của mấy bạn lại tập 15 20 cái để cho nó cut, cho nó khô, thì rõ ràng là nó không hợp lý lắm để cái việc duy trì cơ bắp. Tại đây người ta ghi rõ ràng là chỉ 6 đến 12 là đủ, thì mình phải duy trì mức tạ sao đủ nặng để mình làm 6 đến 12, để mình giữ được cái lượng lean body mass của mình và vẫn lose fat, chứ không phải là mình tập quá dài quá kéo dài. Ở đây có Đức với lại Tuấn nữa, mà nay hai bạn chắc không học rồi. Đức với Tuấn theo trường phái bodybuilder.
Hồi đó cũng vậy, hồi đó mình cứ nghĩ à cứ muốn cutting, dù có khi nào nghe không, muốn muốn giống như ốm lại thì cứ tập nhiều lên nhẹ lại, có nghe đó bao giờ không? Hồi đó anh đi làm nghe hoài à. Mấy người mà hồi xưa Rồi, nói cứ tập nhẹ lại rồi tập nhiều lên 15 cái, 20 cái, 30 cái. Thật ra đúng là nó giảm mỡ, tại vì cái đó là mình đang tập cardio. Tập quá nhẹ mà tập nhẹ quá kéo dài thì nó thành cardio rồi, thì nó sẽ đốt mỡ nhưng nó đốt cơ luôn. Nên sau khi đó họ không giữ được cái mức cơ tối ưu của họ vì và tốn quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức cho cái chuyện đó. Thì nên có chiến lược tập cho nó hợp lý. Rồi, đây là một vài ví dụ cho cái endurance ở trên ha. Mình phối hợp ví dụ cơ ngực nè, mình có barbell bench press xong kết hợp với trên cái banh push up. Rồi, bike thì có ngồi kéo cáp rồi chuyển qua ngồi trên cái banh. Không phải, có thể tựa cái ngực trên cái banh rồi kéo bằng dumbbell. Những cái tên tiếng Anh này thì mình có thể bấm lên YouTube thì nó sẽ ra cái bài tập cho mình, nó sẽ dễ hơn. Shoulder, vai thì đẩy với máy xong rồi chuyển qua đứng một chân đẩy qua đầu, giống như là bình thường đứng hai chân, nay đứng một chân thôi để thử thách cái sự thăng bằng phối hợp cơ thể. Rồi ví dụ leg chân nè, leg press đạp xong rồi chuyển qua một chân squat, đó là cách kết hợp để tăng cái endurance đó. Cái này là của phase 2 ha. Rồi tới phase 4, ai muốn tập mà maximum về sức mạnh á, thì sẽ theo phase này. Chẳng hạn, mục tiêu là tăng motor unit, đây motor unit recruitment. Mục tiêu của phase này là đây. Nó khác cái kia ha, cái kia là tăng phì đại. Chỗ này là nó huy động thêm nhiều sợi cơ hơn. Tưởng tượng giống như bình thường, nếu mình một motor unit này, để mở cái PowerPoint coi. Mỗi lần mình muốn phát lực, đây cái hình này, thì những cái neuron thần kinh của mình nó đưa đến tín hiệu, nó kết nối với lại cái sợi cơ này để nó phát ra cái lực. Thì làm sao, ví dụ trái banh này đây, trái banh này ví dụ trái banh đá banh bình thường 2 kg, dăng tới chụp huy động hai sợi cơ chụp được 2 kg. Nhưng ví dụ ném cục tạ tới 10 kg thì lúc này phải huy động thêm nhiều sợi cơ hơn, chẳng hạn 10 sợi, 15 sợi, 20 sợi gì đó để mình đối phó với lại cái lực mạnh hơn như vậy. Thì cái chuyện mà tập motor unit recruitment này á, giống như mình huy động nhiều sợi cơ hơn trong cơ thể để nó hoạt động cùng lúc với nhau để phát ra lực. Giống như một đội kéo co, giờ 10 người kéo mà co mới ban đầu một đứa kéo hoặc là ba đứa kéo, còn mấy đứa kia đứng chơi hoặc là kéo không nổi hoặc là ngồi nghỉ thì nó sẽ không phát được đủ lực nhiều. Nhưng 10 đứa cùng kéo một lúc với nhau thì lực nó phát ra mạnh nhất có thể đó. Thì đây là hiểu nôm na là tăng cái khả năng huy động những sợi cơ thêm nè. Thì đó lý do tại sao những người tập sức mạnh á, họ không có bự bằng mấy người bodybuilding, đúng không? Mấy bạn thấy không, mấy người cử tạ qua đầu chẳng hạn, người nhỏ xíu à mà nó quăng 100 kg qua đầu bình thường, đó là do họ huy động được sợi cơ nhiều hơn chứ họ không cần sợi cơ, họ bự hơn. Rồi tăng tăng thêm tăng cái độ frequency là tăng cái sự liên tục, phải tăng frequency là trôi chảy, đúng rồi, tức là kết hợp cái từ một cái motor unit recruitment này mình kích hoạt được rồi nhiều sợi cơ rồi thì làm sao cho nó liên tục kích hoạt, giống như là mình kích hoạt lần đầu thì nó chậm nhưng bắt đầu mình làm đi lặp đi lặp lại nhiều, xong sau này mình kích hoạt cái dễ hơn vậy đó, giống như mình thành một thói quen của mình. Ok, còn 10 phút không biết kịp không này. Training strategy, rồi chiến lược tập luyện. Tập luyện với khối lượng lớn, high load, số rep thấp 1 tới 5 rep thôi, nghỉ lâu, nghỉ long rest period. Rồi và cuối cùng, phase cuối cùng, power level thì chỉ nên áp dụng sau khi hoàn thành cái phase stabilization và cái phase strength. Ok, và nhấn mạnh ở cái phase này thì nó sẽ nhấn mạnh vào phát triển tốc độ và sức mạnh bộc phát. Đây, ở đây có định nghĩa lại nè, rate of force production, khả năng cơ thể sinh ra lực lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, đó là power. Rồi phía sau xoay này superset rồi with light load,
Dopamine highs. Ok, từ cái việc phát lực bộc phát như vậy thì cái khả năng cái khớp của mình nè, dynamic thì nó cũng sẽ thích ứng theo những cái chuyển động nhanh và mạnh như vậy luôn, nâng cao thêm sức mạnh prime mover luôn nè, sức mạnh nền tảng nè, rồi tăng khả năng sinh lực, rate of force production. Rồi chiến lược mục tiêu tập này là nâng cao hiệu quả thần kinh cơ, cái kia là huy động thần nhiều sợi cơ. Rồi hiệu quả ở đây efficiency tức là sao ta, không biết giải thích sao. Hiệu quả thần kinh cơ, Quân hiểu sao Quân? Hiệu quả thần kinh cơ đúng rồi. Ừ, nhưng Efficiency là hiệu quả. hiệu quả thần kinh cơ. Neuromuscular tức là cái cơ, cái đó nó hoạt động một cách hiệu quả hơn, nó Ừ. tránh những cái nhanh hơn á. Hiệu quả là efficiency là nhanh hơn. Rồi, rồi nâng cao thêm sức mạnh nền tảng, tăng khả năng sinh lực, tốc độ sinh lực. Rồi. Chiến lược tập luyện thì là superset một bài nặng và cộng với một bài power. Một bài power. Dưới này nó sẽ có cái bảng này. Trong cái chương trình tập luyện kháng lực perform, rồi có thể tập hoặc là tập với cái loại bài tập về power exercise, thì mình có thể dùng cái cụm từ này power exercise, mình đưa lên YouTube hoặc Google nó sẽ ra một số bài tập power để mình áp dụng. Đây nè, cái bảng này để áp dụng nè. Như đối với cơ ngực thì đẩy ngực ghế trên này, ghế dốc lên nè, incline dumbbell press xong chuyển qua cầm medicine ball chest press, tức là đẩy nhanh thiệt nhanh ra trái banh đó, đẩy nhanh ra ném ở ngoài đó. Rồi back lat pull down xong rồi soccer row. Soccer row tức là đưa lên ném về trước giống như là đứng ném biên đó, shoulder overhead dumbbell press. Rồi front medicine ball oblique row tức là xoay người ném. Squat jump. Đó, bữa nào Du muốn tập power thử vô barbell squat chừng maximum 85% xong ra nhảy squat jump 10 cái thử, là đó là power đó. Tập điện power. Tức là thường giống như mình squat nặng xong rồi ra chân mình muốn rung rồi đúng không? Thì bắt đầu lúc đó là qua squat jump là để điều khiển ổn định cơ. Đó, cái đó là mục tiêu tập luyện của power đó. Rồi đây là cái bản mẫu. Sau khi học hết cái này mình sẽ điền được cái này ra template. Giống như mỗi buổi đi kèm khách hoặc gì đó mình sẽ cầm này để mình check nè. Mình sẽ có warm up core mọi cái chi tiết tập điền vô đây, điền vô đây. Mình sẽ học dần dần qua hết các bước này để điền vô bản này. Rồi. Cách để sử dụng cái chương trình tập luyện này, chapter những cái bài sau thôi, nói chung là về những cái phần sau thôi, những phần sau traditional interval this chapter, rồi mỗi chương trình sau nó sẽ giải thích cụ thể hơn. Rồi đó là toàn bộ bài thứ nhất. Ok, có cái gì hỏi không? Alo. Cái này mình có tính lại nãy giờ là mình học là mình tính lại một cái đi, mình summary một cái là Ok. à, với lại hiện hỏi vậy nè. Hiền hỏi đi. Ok. À, hồi nãy Hiền có nghe Phát nói là những người mà tập tập gọi là squat á, là tập tập đùi thì chắc chắn Mông là nó vô mông tập mông thì chắc chắn sẽ vô to đùi vô đùi một tí đúng không? Là có gọi ừ. là đùi nó sẽ hơi to một tí đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy nếu mà bây giờ mình vừa tập squat nhưng mà mình nó sẽ to đùi thay vì vậy thì mình sẽ cố gắng mình tập thêm đùi nữa, Đấy thêm là những động tác làm thon đùi á, động tác nào thon đùi à, ha, ví dụ như là động tác nào thon đùi động tác làm thon đùi nhiều má ấy là phải đó là đây cái việc có thể to mông á là nó sẽ làm ảnh hưởng đến đùi đúng nó ảnh hưởng đến là cơ cái đùi. Đây 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 đúng để giải hết, rồi. để giải hết trước cái này là việc tập luyện có bỏ cái lực lên người mình á, mục tiêu cuối cùng của nó là tăng cơ bắp và giảm mỡ. Còn cái việc mà nó bự lên hay nhỏ lại như thế nào á phụ thuộc vào khối lượng và volume mình bỏ lên nó. Ví dụ muốn cái phần cơ đó tăng bự lên thì mình áp dụng cái số rep như trong hypertrophy nãy đó, không? Số rep, số set như vậy cộng với mức tạ mà mình chỉ thực hiện được như đó thì nó sẽ tác động lên đó. Còn cái phần đùi kiểu có Hiền như Hiền nói thì cũng có thể hợp lý, tại vì giống như là
có những bài giống như ngồi vô cái máy đá đùi không, đá 50 cái 100 cái gì đó, thì đá như vậy để làm gì? Để nó mất cơ, để giống như nó hoạt động cơ đó quá tải. Nhưng mà phải tính tới cái chuyện là nó mất cơ hay nó lên cơ tiếp. Cái chuyện nó mất cơ hay lên cơ tiếp nó lại phụ thuộc vào cả chế độ ăn uống, kể cả mức tạ của mình đang sử dụng này kia nữa. Nhưng mà cơ thể mình nó hoạt động kiểu như là không phải mình muốn tập cái gì là nó sẽ chỉ bự cái đó, mà nó sẽ tác động nhiều thứ khác nhau. Tại vì cơ thể là hệ thống nhất, mình tập cái này nhưng nó cũng có gồng cái kia, gồng cái khác nữa. Nên mình phải coi, với lại nó tùy theo cái tạng người của mình nữa. Có những tạng người nó mông tập rất là dễ lên, đùi cũng không bự lắm chẳng hạn. Còn có những tạng người thì tay bự, chân bự, có tạng người thì ngực bự chẳng hạn. Nói vậy sao chị Hiền hiểu? hiểu không gì nè, ý anh Phát nói thì hơi chuyên sâu, nhưng mà thường em thấy là gì nè, thứ nhất là chị Hiền đừng có lo bị bự, anh chị Hiền đừng có lo bị bự đùi. Tại vì sao? Tại vì em là con trai á, thì trong người em có một cái hormone giúp em tăng trưởng cơ bắp, gọi là cái hormone testosterone của em nó nhiều hơn nữ rất là nhiều luôn. Chị hiểu được phần này chưa? Hiểu. Có nghĩa là cái hormone đó giúp giúp em tăng trưởng cơ bắp em to, nhưng mà em phải cày liên tục 2-3 năm thì cái bộ đùi em nó mới gọi là ở mức trung bình thôi, chứ nó chưa to nữa. Chị hiểu được vấn đề này không? Nên nữ á họ không thể bự được. Nên đây nếu đây mà chị tập nữ á, cái mà Hiền đang nói không phải là bự cơ, mà Hiền đang nói là bị thô á, thì cái đó nó nằm ở cái phần gọi là cái người nữ mà đùi cơ săn chắc á thì nó sẽ đẹp. Còn cái mà Hiền nói là nữ mà đùi mà bị mỡ á thì nó sẽ lại xấu. Đúng rồi, cái đó cái mà Hiền đang ám chỉ, tức là cái đùi tại vì bự lên nó bự cả mông cả đùi, nhưng mà cái mông nó có mỡ thì nhìn nó vẫn không ai biết là nó mỡ hay là cơ, nhìn nó vẫn bự. Nhưng nó bị sệ. Nó bị sệ nhưng mà không có đáng kể. Nhưng mà cái đùi khi mà bự lên mình sẽ thấy nó rằn này kia lên liền, mình sẽ thấy nó sệ, nó xấu. Nhưng một cái chân lý là có cơ và cái lượng mỡ trong người thấp thì nhìn nó sẽ đẹp dù cơ nó có bự hay nhỏ. Chứ nên đừng có lo cái chuyện mà nếu mình thấy nó bự nhưng mà nó bị nhão hay gì đó thì nó là do cái lượng mỡ nó còn cao. Lượng mỡ còn cao thì mình phải coi lại chế độ ăn của mình, chứ cái tập thì có thể vẫn duy trì được. Ok rồi, thì từ cái đó thì giống như ở đây có rất là nhiều, bữa mình mới hỏi là mấy bạn tập cái mục tiêu mấy bạn tập như thế nào. Ở đây thì cái hình PowerPoint nè là các tạng người của các môn tập luyện khác nhau, mình tập như thế nào tự động cái người mình thay đổi như thế đó. Như mình tập kiểu hypertrophy người mình bự thành bodybuilding, mình tập kiểu crossfit nó sẽ thay đổi theo kiểu crossfit, tập kiểu weightlifting nó sẽ thay đổi kiểu weightlifting, thấy không? Weightlifting nó khiêng 100 kg qua đầu người nhỏ xíu à. Còn tập powerlifting cái người nó bự nhưng nó không nét. Đây, bodybuilding rất là nét, lượng mỡ thấp. Còn bên này, tại do bodybuilding họ siết chế độ ăn rất kỹ, xuống lượng mỡ dưới 5%. Còn bên này, powerlifting họ không ăn kỹ như vậy. Tại vì sao? Mục tiêu họ là nâng nặng, mà cơ thể nếu mà lô cái lượng mỡ thấp quá sẽ mất sức, cái performance sẽ đi xuống. Nên họ phải giữ lượng mỡ trong cơ thể. Mặc dù thằng này vẫn rất là bự nhưng nó không có rõ nét. Rồi, như bên này là chạy 100m nè, Usain Bolt nè, Usain Bolt không? Usain Bolt, Usain Bolt đó. Chạy 100m thì cái người nó sẽ vậy, nó sẽ cơ nè, vẫn có cơ nha.